8 cách đơn giản giúp bạn loại bỏ mụn đầu đen vùng mũi. Vùng mũi thường là nơi tập trung nhiều mụn đầu đen khiến không biết bao nhiêu chị em phiền não. 8 cách loại bỏ mụn đầu đen và đầu trắng tự nhiên dưới đây sẽ giúp bạn loại bỏ những cái mụn đáng ghét đó một cách nhẹ nhàng đấy. 1. Chanh, mật ong, đường. Bạn cắt chanh làm đôi rồi đổ mật ong sao cho phủ đều hết mặt cắt của một nửa quả chanh tiếp theo bạn rắc đều lên mặt cắt nửa quả chanh đã phủ mật ong ấy hay nhúng đường sẽ tốt hơn nếu dùng đường mía mịn nhé sau đó nhẹ nhàng dùng miếng bọt biển bằng chanh này xoa đều lên vùng da có mụn đầu đen và đầu trắng theo chuyển động hình tròn rồi rửa lại bằng nước sạch thực hiện đều đặn một lần mỗi tuần tính sát khuẩn và axit của chanh sẽ giúp tẩy sạch những bã nhòn màu đen đường sẽ lấy hết những tế bào da chết và mụn đi cho bạn làn da mịn màng đấy. 2. Vaseline, màng bọc nhựa. Bạn nên áp dụng cách này ngay sau khi tắm nước ấm vì lúc này độ nóng của nước sẽ giúp lỗ chân nông nở rộng. Trước hết hãy thoa đều Vaseline lên vùng da bị mụn rồi dùng màng bọc nhựa. Bọc lấy vùng da vừa thoa Vaseline, tiếp đến bạn đặt một chiếc khăn nóng ngâm nước nóng vắt khô lên vùng da đã được bọc lại rồi đợi cho đến khi khăn nguội hẳn đi. Sau cùng dùng khăn giấy sạch, lau sạch lớp vaseline và bóp nhẹ nhàng vùng da có mụn đầu đen để lấy nhân ra. Khi đã lấy hết nhân mụn và bụi bẩn, bạn nhúng một miếng bông vào dung dịch làm xe da rồi lau lại mặt. Thư hiện một đến 2 lần mỗi tháng thì da vùng mũi của bạn sẽ căng mịn và sạch bong thôi. 3. bột yến mạch bột quế trộn đều một muỗng cà phê bột yến mạch và một muỗng cà phê bột quế thêm vào một ít nước ấm khuấy đều rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên mặt theo chuẩn động tròn bạn nên thoa một lớp thật dày và dùng tay kỳ cọ khoảng một phút sau đó rửa mặt thật kỹ bằng nước lạnh lưu ý là khi dùng bột quế trên da mặt bạn sẽ có thể thấy ngứa gian khó chịu nhưng tình trạng này sẽ biến mất sau khi bạn rửa mặt, thực hiện không quá 2 lần mỗi tháng nhé các cô gái. 4. Than hoạt tính, đất sét xanh. Bạn trộn đều 1 phần 2 muỗng cà phê bột than hoạt tính, 1 muỗng canh, đất sét xanh và 1 phần 2 muỗng cà phê nước ấm thành hỗn hợp thật mịn rồi đắp đều lên mặt. Để mặt nạ khoảng vài phút cho đến khi khô hoàn toàn rồi rửa sạch bằng nước lạnh thực hiện 1 đến 2 lần mỗi tuần và nhớ rửa sạch lỗ chân lông sau khi áp dụng nhé. 5. Dầu dừa bột cà phê. Bạn hãy trộn đều 120 ml dầu dừa nguyên chất với 75 g bột cà phê rồi dùng một ít xoa nhẹ nhàng lên mặt theo chuyển động tròn. Sau khi xoa đều để hỗn hợp trên mặt khoảng 5 phút rồi rửa lại thật sạch bằng nước lạnh, thực hiện một lần mỗi tuần để da không bị quá tải nhé. Phần hỗn hợp còn lại bạn có thể cho vào khay, đặt vào ngăn đông để dùng dần. 6. Nha đam đất sét trắng tinh dầu. Bạn cho 2 muỗng cà phê đất sét trắng, 1 muỗng cà phê nhựa nha đam, 1 muỗng cà phê nước cất, 3 giọt tinh dầu hoa ngọc lan và 3 giọt tinh dầu ải hương vào chén sứ hoặc thủy tinh rồi trộn đều thành một hỗn hợp mềm. Đắp đều mặt nạ lên mặt, để yên trong 10 phút rồi rửa sạch với nước ấm, thực hiện 2 lần mỗi tháng để thấy ngay công hiệu nhé. 7. Bột yến mạch mật ong sữa chua dầu ô lưu cho 40g bột yến mạch, 2 muỗng cà phê sữa chua, 2 muỗng cà phê mật ong và 2 muỗng cà phê dầu ô liu vào bát rồi trộn đều. Sau đó rửa sạch mặt, thoa đều hỗn hợp lên mặt, massage nhẹ trong khoảng 1 đến 2 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, đừng trà mạnh lên da mà chỉ cần để yên mặt nạ khoảng 5 đến 7 phút trước khi rửa sạch là được. Thực hiện 1 đến 2 lần mỗi tuần với công thức này bạn nhé. 8 đường, mật ong, dầu ô liu, chất xuất vani. Trộn đều 45g đường trắng và 45g đường nâu trong một cái chén sạch. Thêm vào 60ml dầu ô liu, một muỗng canh mật ong, 1 phần 2 muỗng cà phê chất xuất vani, rồi khuấy thật đều, cho đến khi thành hỗn hợp mịn. Cách dùng thoa và massage hỗn hợp lên vùng da bị mụn đầu trắng và đầu đen, rồi rửa sạch bằng nước ấm, thực hiện một lần mỗi tuần. Phần hỗn hợp còn thừa, bảo quản trong lọ kín ở nhiệt độ phòng để dùng dần.